Hello, xin chào quý các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City. Hiện tại bây giờ Phú đang có mặt ngay khu vực chỗ này là công viên 30 tháng 4 ngã ba Hà Nội quý vị. Hôm nay là nay là ngày mùng 5 tháng 12 năm 2023. Bây giờ là khoảng 8 giờ sáng. Phú đang có mặt tại đây. Và hôm nay Phú lại tiếp tục đưa quý vị đi vào bên trong nhà thờ giáo họ Hà Phát, tham quan một lần nữa, xem là bên trong này hôm nay người ta đã làm cây thông nón lá xong chưa nha quý vị nha. Thì Phú cũng thấy là có rất là nhiều YouTuber khác người ta đã đăng hình cũng như là quay phim ở trong này rồi, thấy là làm xong rồi đó. Thì Phú cũng muốn vào đây để cập nhật cho quý vị xem những người mà đang theo dõi kênh Biên Hòa City. Phú vẫn muốn là quay cho chi tiết cho quý vị xem, mặc dù là không sớm bằng những người khác nhưng mà khán giả của kênh Biên Hòa City thì cũng vẫn chăm sóc ha quý vị ha. Mời quý vị cùng với Phú chúng ta sẽ đi vào bên trong nhà thờ giáo họ Hà Phát xem là hôm nay như thế nào rồi quý vị nhé. Quý vị xa nhà xa quê hương xem video cho đỡ nhớ. Năm nay thì Phú thấy là hầu như giáo xứ nào người ta cũng trang trí Giáng sinh rất là sớm quý vị. Lúc đấy đi ngang qua Hồ Nai, Phú thấy là các nhà thờ giáo xứ Hồ Nai là người ta đã làm coi như là gần xong hết rồi quý vị ơi, các giáo xứ ở Hồ Nai đó. Thì Phú sẽ cố gắng cập nhật những hình ảnh sớm nhất quý vị xem. Tại vì có nhiều nhà thờ người ta làm xong rồi nhưng mà buổi tối thì người ta chưa có mở đèn quý vị. Người ta chờ đến cái ngày mà gần cận rồi người ta mới mở, chứ người ta không có mở sớm. Cho nên là nếu mà quay thì cũng chỉ có đi quay ban ngày thôi cho quý vị xem là người ta làm những gì thôi. Và phải chờ đến cái ngày mà cận ngày á, ít nhất cũng phải tầm khoảng 17, 18 gì đó. Thì lúc đó hầu như các giáo xứ người ta đã đều lên đèn hết. Thì Phú sẽ đi cập nhật cho quý vị xem ha. Còn bây giờ chúng ta đi coi bạn ngày. Wow, xa xa là Phú thấy cây thông rồi quý vị ơi. Đấy, không biết là quý vị nhìn qua ống kính quý vị có thấy được hay không, chứ xa xa là Phú thấy cây thông rồi. Cây thông năm nay là Phú nhìn là cao hơn tháp chuông của nhà thờ luôn. Có lẽ là năm nay sẽ rất là cao. Thông tin Phú biết được là năm nay cây thông nó lên tới 5 tầng. Lên tới 5 tầng và độ cao là 47 mét quý vị. Cao 47 mét, coi như là 50 mét luôn rồi. Cao quá. Quá cao luôn quý vị ha. Đó, từ đây là quý vị có thể nhìn thấy những cái đèn lồng. Những cái đèn lồng bằng vải đủ màu sắc mà giáo họ Hà Phát người ta đã treo ra đường, tạo thành một con đường ánh sáng rất là đẹp. Con đường này, những cái đèn lồng này cũng là cái đèn dẫn đường, dẫn lối để cho mọi người đi theo và tiến về nhà thờ giáo họ Hà Phát quý vị. Đây là một cái cách trang trí và cách làm rất là hay, tuyệt vời. Đây quý vị nhìn nè, đó, xa xa quý vị đã nhìn thấy cây thông rồi đó. Bây giờ Phú sẽ tìm đường đi vào, không biết là hôm nay có cho vào hay không. Phú sẽ đi vào để quay cho quý vị xem nhé. Đây quý vị ơi, đây Phú thấy là có nhiều người đến đây check in rồi đấy. Đây quý vị, Đại Đức Mẹ. Đây quý vị ơi, cây thông nón lá đây. Đây, đứng đây là quý vị nhìn thấy này. Wow, wow, đẹp quá quý vị. Đúng 5 tầng quý vị ơi. Và năm nay cũng nhận thấy là người ta làm cái tầng ở dưới cuối này này, nó khá là cao. Đấy là cái chân, cái chân đế của cây thông rất là cao. Đây, đi một vòng chung quanh nhà thờ và Phú sẽ bay flycam để quý vị nhìn thấy rõ hơn nhé.
cái đèn lồng người ta đang trang trí bên này, bên phía bên cha Trương Bửu Diệp, ở trên là 12 tông đồ, rồi núi Chúa Kitô Vua. Ta đi một vòng tham quan nhé quý vị nhé. Núi Chúa Kitô Vua. Ở trên đây thì hàng đá lớn quá. Hàng đá rất là lớn. Ngôi sao biểu tượng của nhà thờ. Hàng đá cũng đã làm xong luôn rồi quý vị. Năm nay người ta làm rất là sớm rồi quý vị ha. Đấy quý vị này. Hàng đá lớn lắm. Hàng đá nơi đây cũng chính là nơi để dâng thánh lễ vào đêm 24 vọng phục sinh, vọng Giáng sinh quý vị. Xin lỗi quý vị là vọng Giáng sinh ha. Đấy. Đèn lồng rất đẹp luôn. Đấy, đứng đây quý vị có thể nhìn thấy cây thông này. À, 5 tầng quý vị ha. Rất đẹp. Rồi, bây giờ Phú mời quý vị các bạn cùng xem những hình ảnh Phú bay flycam nhé. Thank you.
Phú lại từ nhà thờ Hà Phát đi ra ngoài quý vị. Đó là một số hình ảnh về cây thông rất là cao ở nhà thờ Hà Phát. Thì cho đến bây giờ là Phú cũng không nắm rõ chính xác là bao nhiêu cái nón lá, nhưng mà 1-2 năm trước đây ấy, là nó đã hơn 2.000 cái và tới 3.000 cái rồi. Tôi nghĩ chắc năm nay còn nhiều hơn. Phú biết là chiều cao là 47 mét thôi, rất là cao quý vị nha. Bây giờ Phú sẽ đi ngược cái đường này, đi ra ngoài và tiếp tục đến những nơi khác để cập nhật cho quý vị xem. Thì thông tin là cũng giống như mọi năm thôi, nhà thờ Hà Phát người ta sẽ lên đèn vào ngày 17, vào ngày 17, năm nào cũng vậy, ngày 17 người ta sẽ khai đèn sau thánh lễ. Thì nếu mà ngày hôm đó mà sắp xếp vào được thì Phú sẽ cập nhật tiếp quý vị xem, còn không thì lại hẹn quý vị vào một ngày gần nhất thôi. Phú sẽ vào quay khi mà người ta lên đèn, tại vì quý vị biết là hiện tại bây giờ không riêng gì thành phố Biên Hòa mà còn cả những cái tỉnh khác lân cận ở gần Đồng Nai, người ta về Đồng Nai và đến nhà thờ Hà Phát để xem cây thông kỷ lục. Phú nghe nói là bây giờ là kỷ lục Việt Nam chứ không phải là riêng kỷ lục Đồng Nai nữa. Hồi trước thì là kỷ lục Đồng Nai thôi, bây giờ là kỷ lục Việt Nam quý vị. Về cái chiều cao, về cái số lượng nón lá, cũng như là về cái sự độc đáo thì chưa ai, chưa chỗ nào có thể qua được cái thông này đấy. Cho nên là mùa Giáng sinh, đặc biệt là cái ngày 17 khai đèn, thì hầu như mọi người tuôn về đây rất là nhiều. Thì đây là một cái điều rất là tuyệt vời quý vị. Thì Phú sẽ cố gắng sắp xếp để đến ngày và quay quý vị xem. Đến ngày nói vậy thôi chứ còn đến ngày mà không vô kịp á, là không đi vô nổi luôn quý vị. Ở đây người ta đi xem đông lắm, người ta đi xem đông cho nên là không có đường để đi vô, muốn đi là phải đi thật là sớm. Đi thật là sớm rồi vào chờ, chờ trước 1 tiếng 2 tiếng gì đó đấy, để chúng ta có những cái vị trí đẹp chúng ta quay. Chúng tôi là không vào nổi luôn, kẹt xe rồi không có chỗ để xe đủ thứ. Rồi bây giờ Phú lại tiếp tục đến những nơi khác để cập nhật cho quý vị xem. Thì một số hình ảnh về cây thông, nón lá tại nhà thờ Giáo họ Biệt Lập Hà Phát, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa gửi đến quý vị các bạn. Cái video này Phú xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo. Mến chúc quý vị các bạn được nhiều sức khỏe, được mọi sự bình an quý vị nhé.